Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho chúng con cảm niệm thâm ân Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng Ni Sư, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Bình Dương đã hoan hỷ tạo điều kiện cho tất cả các ngôi bổn tự già lam đều có cái môi trường niệm Phật và tu tập một ngày an lạc. Kính nguyện Hồng Quang Tam Bảo thì từ gia hộ cho quý ngài Pháp Thế Kinh An tuệ đăng thường chiếu cũ trụ ta bà, lèo lái con thuyền chánh pháp đi đến bờ giải thoát an vui. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Bà. Thứ kế là cảm lời tri ân sư cô trụ trì cũng như là quý Phật tử xa gần đã không quản trời mưa trời gió đến đây để chúng ta cùng nhau tu tập. Trước là đền đáp tứ trọng ân, sau là để cho con đường thoát khổ và ban vui cho tất cả muôn loài. Ngữ nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Bữa nay chúng tôi định nói với quý vị một cái chủ đề, đó là tại sao chúng ta cãi nhau. Quý vị có tự đặt ra cho mình là cái lý do là tại sao chúng ta cãi nhau chưa? Có tự hỏi không? Mình có tự hỏi là tại sao chúng ta cãi nhau chưa và có câu trả lời chưa? Có không? Hả? Không hợp nhau mới cãi nhau, còn hợp nhau không có cãi. Nhưng mà thầy thấy là cái chủ đề mà chủ đề này thầy giảng rồi nhưng mà chưa có đĩa. Mà thầy thấy nó cũng hay ha. Nhưng mà xét thấy là ở tỉnh Bình Dương là thầy có cái duyên rất là lớn. Mà những cái chủ đề xã hội đó thì chúng ta lại học nghe nhiều quá rồi, nhưng mà chúng ta lại quên đi, phải không? Những cái chủ đề xã hội khi chúng tôi giảng, chúng tôi chỉ bám vào 1, 2, 3 vấn đề để cho quý vị nhớ nằm lòng ở nhà chúng ta thực hành, nó có lợi ích. Có khi nghe rồi quên rồi uống đi. Nhưng mà cái đĩa trước thì chúng tôi là nó 3 chữ bản, phải không? Phật tử còn nhớ không? 1, bản năng. 2, 3, bản ngã. Bản lãnh ha. Nhớ nghe, ít ra 3 chữ bản phải nhớ là bản gì. Sở dĩ ta lấy cái bản lề để khống chế bản năng, từ cái bản lề đó chúng ta có nền tảng, có cái khuôn phép, sau đó ta thực thi bản lãnh của mình để chúng ta làm những cái điều mà người khác khó làm. Nếu mà dễ thì người khác làm hết rồi, lấy được viên ngọc minh châu là người khác làm hết rồi, đỉnh cao của vinh quang mà dễ thì đâu có gọi là vinh quang nữa, phải không? Đến mức cuối cùng mà người nào dai nhất, bền bỉ nhất, vững vàng nhất thì mới đứng vững nhất, phải không? Nhưng mà chiến thắng nó không có trong một sự lui sụp, trong một sự thiếu tự tin, thiếu cương quyết, thiếu ý chí, thiếu nghị lực. Không thể nói giữa thiếu đó mà có được một cái kết quả tốt đẹp được. Do vậy mà bữa nay là nói 6 chữ tại sao chúng ta cãi nhau. Bây giờ chúng tôi đưa ra các vấn đề để Phật tử cùng làm việc với chúng tôi nha. Thì chúng ta làm việc với nhau như vậy nó vui ha. Đức Phật 49 năm thuyết pháp, Đức Phật phủ nhận giáo pháp của mình. 49 năm thuyết pháp, Đức Phật phủ nhận giáo pháp của mình. Đức Phật bảo rằng 49 năm ta tùy duyên thuyết pháp độ sinh. Ai nói là ta nói thì người đó là người đại vọng ngữ. Như vậy 49 năm Đức Phật dùng tục đế để nói chân đế, dùng phương tiện để chỉ cái cứu cánh. Đức Phật dùng phương tiện này để chỉ cứu cánh là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn chúng ta chưa thấy, Niết Bàn chúng ta không biết là gì hết, nhưng mà bây giờ mượn cái an lạc, cái hạnh phúc của thế gian để nói rằng cảnh giới Niết Bàn như vậy. Nhưng mà có bao nhiêu người đồng ý? Cũng như là khi các vị đệ tử chưa được chứng vào quả thánh thì Đức Thế Tôn không có nói gì tới các cái bậc thần thông, đến những cái gì mà siêu nhiên, những cái phạm trù bên ngoài Đức Thế Tôn không nói. Nhưng mà khi mà Ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả thần thông rồi, Ngài Mục Kiền Liên nhìn trong không gian thấy ngạ quỷ nó đi trong không gian. Có một đoàn ngạ quỷ vừa đi vừa hát, nó sung sướng. Có một đoàn ngạ quỷ vừa đi vừa khóc,
Lúc đó Ngài Mục Kiền Liên hỏi bạch Đức Thế Tôn, chứ tại sao cái đoàn ngạ quỷ kia mà nó vừa đi vừa hát, mà còn một tóm ngạ quỷ nữa đi vừa khóc? Thì Đức Tôn mới nói là cái tóm mà ngạ quỷ nó vừa đi vừa hát á, là nó sắp tái sinh lên cái cõi người, cõi trời. Còn cái nhóm ngạ quỷ mà vừa đi vừa khóc á, là nó sắp đọa xuống địa ngục. Như vậy thì có người thấy Đức Thế Tôn mới nói, chứ không thấy không nói. Như vậy thì những điều đó Đức Thế Tôn biết không? Biết hết rồi. Vậy thì tại sao chúng ta lại ngồi đây cãi nhau? Thì lần trước thầy có giảng về ngũ thừa, phải không? Tại giảng đường này thầy có giới thiệu qua ngũ thừa, có chưa? Nha. Thầy nhớ không lầm là trong giảng đường này thầy đã giới thiệu cho Phật tử về ngũ thừa. Thứ nhất là nhân thừa, tu gì? Tam quy ngũ giới, phải không? Tam quy là gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là gì? Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không nói dối. Năm, không uống rượu. Đó là nhân thừa, phải không? Ai tu nhân thừa thì đời này và nhiều kiếp về sau được làm thân người, hiểu chưa? Thứ hai, cái gì thừa? Thiên thừa. Thiên thừa tu gì? Tu ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cộng lại thành 10 điều thiện, gọi là tu thập thiện. Ha, thân mấy? Thân có 3. 1. Quên. 2. Không nhớ. 3. Cất nhà rồi. Thân có 3 điều ác. 1 là sát sanh, 2 là trộm cắp, 3 là tà dâm. Miệng có 4 điều ác. 1 là nói dối, 2 thiêu dệt, 3 đôi chiều, 4 hung ác. Ý có 3: tham, sân và si. 10 điều ác này ta tu gọi là thập thiện, sanh về cõi trời. Phải không? Thứ tư, rồi coi cái xe thứ ba. Xe thứ ba là xe thanh văn thừa, tu gì? Tu tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy các hàng thanh văn leo lên chiếc xe tứ diệu đế. Như vậy khổ có bao nhiêu loại khổ? Có 2 loại. Một là bát khổ, 2 là tam khổ. Bát khổ gồm gì? Sanh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, quán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm si thạnh. Tam khổ là gì? Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Như vậy nói về khổ đế, ta có 2 loại. Một là bát khổ, 2 là tam khổ. Rồi nói tới tập đế là nói về gì? Nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ có bao nhiêu điều? 84.000 nguyên nhân của khổ. Được tập khí từ đâu? Từ căn bản phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Ở trong cái ác kiến nó chia làm 5: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới căm thủ. Cho nên là thanh văn thừa mà mới nói tới tập đế sơ sơ thôi, nhiều lắm. Rồi nói tới diệt đế là niết bàn, và đạo đế là con đường đi đến niết bàn. Đạo đế nữa, ngày mai chúng tôi giảng phần bát chánh đạo nữa là xong phần đạo đế, 37 phẩm trợ đạo. Rồi tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Như vậy thì quý Phật tử hiểu rằng cái xe thứ ba là xe thanh văn, xe thứ tư là xe gì? Duyên giác. Duyên giác là tu gì? 12 nhân duyên. Nhắc sơ luôn ha. Ở đây có ai nghe 12 nhân duyên chưa ta? Nghe chưa? Chưa. Quá mới. Rồi, 12 nhân duyên. 1. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, u bi khổ não. Cái này là cái xe duyên giác thừa. Như vậy chúng ta leo lên chiếc xe thứ tư có nghĩa là xe gì? Xe duyên giác. Mà duyên giác là tu gì? Tu về vô thường. Nếu mà cái thời không gặp Phật mà các hàng tu tập nào mà chỉ quán vô thường, quán lá rơi, quán sự thay đổi mà chứng vào thánh quả thì gọi là duyên giác ha, mà ta gọi là độc giác Phật ha. Rồi cái xe thứ năm là xe gì? Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa, xe này có mấy bánh?
có 6 cái bánh. 1. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Ba la mật. Thêm giùm thầy cái chữ ba la mật mới đủ gọi là Bồ Tát thừa, là đại thừa. Hầu nhân thừa mình cũng bố thí, quý Phật tử có bố thí không? Nhưng mà chưa có ba la mật. Tại sao vậy? Bố thí ba la mật là bố thí nội thí nè, nội tài nè, ngoại tài. Là bố thí ba la mật là bố thí cả cái thân này luôn, là nội tài, là tất cả những cái gì y báo bên ngoài mình có là bố thí luôn, gọi là ngoại tài. Như vậy nếu ta bố thí cả nội tài và ngoại tài mà ba la mật thì người ta xin gì cho nấy, xin gì cho nấy mới gọi là Bồ Tát. Còn giờ mình xin, người ta xin thì mình coi coi được cho không được thôi, gọi là cái gì, gọi là cái gì hả? Nếu mà bố thí người ta xin gì cho nấy thì gọi là bố thí ba la mật. Còn giờ người ta xin mình coi coi được cho không được thôi, gọi là bố thí kiểu gì hả? Thì nói là bố thí kiểu nhân thừa, biểu bố thí kiểu thiên thừa. Thiên thừa thì nó cũng làm phước vậy, nhưng mà phước ít thôi, phước hữu lậu. Ba la mật là phước vô lậu. Thế thì đã thầy đưa cho năm cái thừa này để đây chứ biết không, để phân biệt ra nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thấy không? Họ nói tới Bồ Tát thì ta mới tới cái chỗ ba la mật. Cái chỗ này ta mới không cãi lộn nè. Tại sao ta cãi lộn? Là tại vì ta chưa nắm bắt cái giáo pháp Đức Phật dạy. Đức Phật đã phân loại rồi. Đức Phật đã phân loại 1 nhân, 2 thiên, 3 thanh văn, 4 duyên giác, 5 Bồ Tát. Mà bây giờ này nè, bắt đầu cãi nè. Bây giờ vì cái này mới cãi nè. Có người nói trời ơi tới chùa mà còn cãi lộn. Bắt đầu cãi nè. Tao tới chùa chứ bộ tao Phật hả mày? Đúng không? Cái nói đi chùa mày còn giữ, tao đi chùa thì gần Phật mặc áo cà sa, gần ma mặc áo giấy, mày giữ tao không giữ, với mày mày ăn thịt tao sao? Như vậy thì bắt giờ ta mới biết là bây giờ ta dùng cái thừa nào ta đang tu với nó. Dùng cái thừa nào mà đi gần Phật mặc áo cà sa, gần với ma mặc áo giấy, gần thừa nào? Đổ thừa. Nó ngoài năm thừa này nó còn một cái loại nữa là đổ thừa. Cái loại này nè mới khó tu nè. Cái loại này mới xin Phật 5 phút cho con xử nó xong con tu nữa nè. Cho nên ta cãi lộn với nhau là tại vì ta không có nương vào những lời Đức Thế Tôn dạy. Giả sử như giờ mình nói nè, là bây giờ con cái mình nó, con cái mình kêu nó đi chùa. Nó nói má, đi chùa chi má? Nó hỏi vậy cái chết mình rồi. Mình trả lời không được. Bắt đầu mình phải tìm cách đó, mình coi có năm thừa lấy cái xe nào kéo nó đi. Đây là cái phương pháp mà quý vị đừng có cãi với nhau. Ta mỗi lần mà ta nghe ai nói gì đó là ta đi kiếm xe, là thầy trao cho quý vị 5 chiếc xe rồi, về ráng mà lấy 5 cái xe này lôi nó, thấy không? 5 cái xe này kéo nó đi, là đừng có bao giờ mà nói tới nó lui với nó. Mình kiếm xe đón nó đi thôi, thấy không? Bây giờ mình nói ăn chay, hỏi kêu nó đi chùa, hỏi đi chùa chi? Mình nói đi chùa cho có phước. Cái nó hỏi làm sao thấy phước? Cái nói con đi chùa sẽ không bị đòn. Mày đi bị đòn có nghĩa là mày không có phước. Chứ mày cãi tao quánh. Thế phải mày đi chùa có phước. Thứ nhất là đến chùa mình nhìn thấy hai cái câu phải không? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Quý vị có thấy hai câu này chưa? Có chưa? Rồi quý vị học thuộc với tôi chứ để lỗ vốn. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lặp lại. Lần nữa. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Lần nữa. Lần nữa. Rồi, lặp lại hai câu. Mới câu trên ba lần, câu dưới ba lần, lặp lại hai câu quên mất tiêu. Rồi, lặp lại theo tôi. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà
Ủa không? Không. Lắc đầu. Lắc đầu. Hai cái câu nó dễ vậy đó mà không chịu thuộc. Thấy không? Nếu mà chúng ta cảm nhận được rằng khi mà nói chuyện với ai, tiếp xúc với ai, có thiết lập một truyền thông với ai, thì bắt đầu ta lấy năm thừa này ta chở. Nói tới phước, bắt đầu chúng ta nói như thế này. Mọi người bàn tới phước, ha. Làm sao để con biết phước thì bắt đầu giờ chúng ta chỉ nè. Không có cãi. Chúng ta mắc công cãi với người, tại vì sao biết không? Có nhiều người trình độ thế gian khác nhau, căn tánh khác nhau. Để tôi nói trong mấy cái đĩa trước đó, thì chúng tôi cũng có nói là có nhiều người do hoàn cảnh khó khăn cho nên không có đi học. Rồi có nhiều người được lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp cho đến đại học, cho đến tiến sĩ, không? Cho đến giáo sư. Căn tánh đã khác nhau rồi cho nên nhìn nhận giống nhau không quý vị? Giống nhau không? Không thì ông nói gà, bà nói vịt. Đúng không? Không giống nhau thì mạnh ai nấy nói. Thế thì khi mà chúng ta thiết lập một truyền thông trong cuộc đời này, chúng ta không có rảnh thời gian đâu, chúng ta phải cãi lộn với nhau. Mà chúng ta phải nhìn rõ cuộc đời. Mọi người có một cái nhận thức khác nhau là tại vì mọi người có một cái vốn tư lương khác nhau. Một cái người có vốn tư lương khác nhau thì họ quân tập. Bây giờ họ quân tập được trong cái học đường, họ học được nhiêu đó thì họ hiểu nhiêu đó thôi chứ. Hơn nữa sao hiểu. Rồi bây giờ mình muốn hơn nữa thì mình phải làm sao? Tự mình học hết. Mình muốn hơn nữa tự mình học. Ở ngoài nó cũng đã có dạy hết, phổ cập hết luôn. Cho vậy mà bây giờ mình không biết làm toán, nhưng mà cái bài toán đó mình có thể xử lý được bằng cái cách tự học. Thì cái nhận thức của mọi người không phải cái người mà học lớp 5 nhận thức hơn người học lớp 10, hay là người học lớp 10 nhận thức hơn người học lớp 5, không có. Hay là cái người không có học gì mà đừng có nói là không nhận thức bằng cái người học đại học. Có khi người ta nhận thức hơn nữa kìa. Có người cái người ta không học gì mà người ta thành đạt còn hơn cái người cử nhân. Không học gì hết trơn mà thành đạt, giàu có trí tuệ hơn người cử nhân. Cử nhân bước ra ngoài làm là bệnh cử, nó làm cử. Chứ còn cái người đó đi tới đâu ăn nói lưu lốt, không có học. Hồi xưa là do cái nhân duyên gì đó không có được học, nhưng mà đi tới đâu ăn nói lưu lốt tới đó, làm việc tới đâu uy tín tới đó, người ta thích làm việc với cái người đó. Nhưng mà có những người mà học giỏi lắm ra làm không được gì hết, làm tới đâu hư tới đó, đi tới đâu làm cũng không được hết, làm bán gia bại sản. Như vậy chúng ta đừng nói là ai hơn ai. Trong cuộc đời nói về cái cách mà nhìn nhận học vấn thì chưa chắc ai hơn ai. Nhưng mà phần lớn là những người có học vấn, người ta tính toán kỹ hơn ha, người ta thành đạt nhiều hơn vậy thôi. Nhưng mà nói về căn tánh thì không có nói được. Y như là bây giờ trong 28 đời tổ thì tới 33 đời tổ chứ, thì tới đời tổ của lục tổ Huệ Năng, tổ đâu có chữ nào. Tổ không có chữ nào mà tổ nói ra kinh Pháp Bảo Đàn. Tổ nói ra kinh, còn bây giờ mình học quá trời mà mình có nói ra gì đâu. Cho nên cái vấn đề đó mà tổ phải thờ đó lại gần chết. Bản thân chúng ta bây giờ các vị tiến sĩ học quá trời, có ai đem cái hình lên đó để lại không? Không. Tổ không có học, nhưng mà căn tánh của tổ thì thế nào? Ngộ được cái chân tâm, phải không? Cho nên ngày xưa cũng do cái lý đó mà trong đạo Phật của mình là quý thầy không cho đi học. Thợ lỗ vốn ấn không? Nghĩ vậy lỗ vốn. Rồi về sau này thì bắt đầu phải có một cái... Tôi làm hai cái điều đi. Về sau này thì bắt đầu mới có nói tới cái vấn đề mà tại sao bây giờ không cho cái giới tu sĩ đi học. Vì sợ rằng đi học bên ngoài là cái này cám dỗ, cái kia cám dỗ. Sợ rằng đi học thì có mà về thì không. Vì ma bắt hết rồi. Thế nên nói như vậy, nếu mà nói như vậy thì cứ ngồi đó bàn cãi hoài, không được. Tùy theo căn tánh của nó. Thấy không? Chứ là cha mẹ mà hầu đó thì giữ con cung cúm trong nhà, nó nên không quý vị? Quý vị có con gái á, cột trong nhà nó nên không? Trời ơi, tôi chừng mình xúc dây ra mất luôn. Còn bây giờ mà hả nó đi hoài, tự nhiên nó thành đạt không? Thành đạt còn hơn nam nhi nữa. Thế thì bây giờ mình đem mình so sánh này, cái quan niệm ngày xưa đó, mà có con gái mà như hũ mắm giữ đầu giường á, thì so với bây giờ mà cho nó đi học đại học, nó đi làm này làm kia, thì quý vị thấy là như thế nào? Là quan điểm. Mình không có nói quan điểm. Cửu cựu bài tân không được, đã cựu nghinh tân không được, đúng không?
Ta phải nói là do có cái này cho nên nó có cái kia, cái này là bài học của cái kia, cái này là nền tảng của cái kia. Cho nên khi chúng ta cãi lộn với nhau, mà nhất là hai vợ chồng mà cãi lộn với nhau là tôi thấy vô duyên nhất. Không biết quý vị có thấy không? Có không? Đâu có dám nói đâu, cãi dữ lắm mà. Cãi dữ lắm cho nên không có dám nói. Thì bây giờ tôi phân tích cho thấy nè. Đừng bao giờ cãi. Cái nguyên nhân ta cãi là do ta không hiểu. Ta không hiểu biết dẫn đến cãi, mà cãi nó lỗ vốn ghê lắm. Trong câu pháp cú thứ 6 Đức Phật có nói, người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau. Ai nhận ra điều đó tranh cãi lắng dịu mau. Quý vị học với tôi bài câu pháp cú thứ 6 này. Người kia không biết rằng, lặp lại, lần nữa, người kia biết ai không? Tôi á. Ta chết vì cãi nhau. Lặp lại, lần nữa, lặp lại hai câu. Bên này hầu như là thấy hăng hơn bên này á, thấy không? Bên này hầu như là có lửa hơn bên này nè, nghe không? À, ai nhận ra điều đó, lặp lại, lần nữa, lặp lại ba câu. Tranh cãi lắng dịu mau. Lặp lại, lần nữa, lần nữa, lặp lại bốn câu. Cái này là thầy thử cái trí tuệ thông minh coi ta đâu. Thấy không? Có bốn câu à, có bốn câu à, mỗi câu có năm chữ à. Người ta học có 20 chữ thôi đó. Thấy không? Rồi lặp lại. Người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau. Ai nhận ra điều đó tranh cãi lắng dịu mau. 2, 3. Đó, hay không? Lần nữa là được rồi. Lần nữa là được rồi đó. Học tập thể vậy nó dễ thuộc lắm. Làm lại lần nữa. 2, 3. Tuyệt vời đó. Quá hay. Hầu đó mà thầy học cái câu này là từ gà gái cho đến canh ba. Mà giờ này quý vị học sơ qua cái quý vị thuộc là quý vị biết. Quý vị giỏi hơn thầy nhiều lắm. À. Thì thực sự ra ta tu là để chi? Ta tu là để ta đừng có cãi nữa. Cái người tu mà có trí tuệ là không có cãi. Không lẽ bây giờ cái người mà tu rồi mà tối ngày mình cứ cãi mà mình bỏ không được, mình đâu có bản lãnh. Mình có bản lãnh là mình có cãi. Mà mình có bản lãnh là mình phải thấy rõ sự vật hiện tượng nó do nhân gì mà nó có cái duyên này. Bây giờ hai vợ chồng lục đục với nhau, phải làm sao để đừng cãi? Ta biết rồi. Ta biết là hầu đó ta thương Út Đực. Cái cô đó phải quán chiếu vậy đó. Còn nếu cái anh đó thì anh phải nói là à, hầu đó mình cứ mén. Mà thế gian có cái câu vợ đẹp vợ ta, vợ xấu vợ mình. Đúng không? Cho nên cái bà này bà xấu lắm, mình ráng chịu đựng bà đi, cãi chứ. Vì mình biết mình nói bà không nghe có nghĩa là mình sao? Cái trình độ khả năng nhận thức bà thấp kém. Mà bây giờ mình nói riết, nói như không đâu. Bây giờ mình phải tìm phương pháp. Tất cả mọi thứ phương pháp để xây dựng, để làm gì? Để thăng hoa. Xây dựng thăng hoa đời sống tinh thần. Không cãi. Ta tìm phương pháp thôi chứ còn không có cãi. Còn giả sử như nó là rồi, thôi. Đời trước con thiếu phước cho nên đời này con gặp ông Út Đực. Trời đất ơi, nội có nói là đi anh đây đặt lờ đi, anh hỏi đặt lờ đặt chỗ nào có cước chim mà đặt đem lên ngọn cây đặt rồi biết rồi. Cãi gì? Trời cho nói chỗ nào có cước cò đặt đem ngọn cây đặt. Trời ơi.
Vậy mà cãi làm gì? Cuộc sống mình hạnh phúc hay không, lẽ vậy mình bỏ không có đâu, đó do cái phước mình đó. Có nhiều lúc hầu xưa mà cha mẹ mà gả con á, đâu có gặp được thằng rể đâu, gặp bà Mai không à, đúng không? Thầy nghiên cứu mà, thầy nghiên cứu thầy thấy chứ hầu đó thầy không có. Hay là hầu đó có rồi không biết, có nghĩ là nó cũng có rồi đó, sao nó ghi vô đây này. Hầu đó là bà Mai bà đi cưới vợ, bà đi cưới vợ đi bằng bà Mai không, chứ không thấy cha mẹ mà cũng không thấy cái cô dâu gì nữa. Bắt đầu cái bà Mai bà tới bà nói chị ơi, anh chị con thằng con trai đó nó hiền lành lắm, nó không có môi mép như người ta. Cái này hiểu nè, cái này là bà Mai không hay sao, thầy vừa nói ra cái hiểu liền nè. Cái bên đàn gái nói trời ơi chị ơi, con tôi nó đoan nghiêm, nó hiền thục lắm, nó không có tròn vẹn là công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng không có bay nhảy với ai, nó không có chạy nhảy như người ta. Ôi trời ơi, hai bên tưởng ngon lành đàng hoàng, hợp đồng tới chừng hô cưới về hàng nhau hết nôi, không ăn nói như người ta đâu. Cưới về cái cô kia cũng đi cà quẹt, thiệt cô đứng không đàng hoàng, cô đâu có chạy nhảy gì được đâu. Cái này là cái cách khéo nói, mà là do cái phước thì nồi nào úp vung nấy thôi, đúng không? Đó là cái phước của mình đó, đâu phải mình muốn mà được đâu quý vị. Mà hạnh phúc hay là không hạnh phúc thì chưa chắc à. Có nhiều người xứng đôi dừa lứa lắm mà đâu có hạnh phúc. Vậy chứ có nhiều người trong cái hoàn cảnh như vậy mà ta về ta thương yêu nhau lắm, ta hạnh phúc ghê lắm. Như vậy thì mình nói đó là cái phước phải không? Cái phước của mọi người thôi, cái duyên mà. Nên là có duyên thì đợi thì chờ, không duyên thì đi khuất thôi, đừng chờ uổng công. Thấy không? Trong cuộc đời này không có duyên muốn gặp đâu, gặp ở cũng không được nữa. Thì khi mà mình hiểu được vậy thì bây giờ cái cuộc sống gia đình của mình làm sao để cho hạnh phúc, thì tôi mong rằng bạn bè với nhau cũng đừng cãi, vợ chồng với nhau cũng đừng cãi, mà ta hiểu rõ cái nguyên nhân của nó. Mà ta hiểu rõ nguyên nhân của nó, ta phải hiểu là cái tính tình chồng mình như thế nào. Mà cái người vợ có bản lãnh là phải hiểu rõ được chồng mình. Thì cho cái bài hát hiểu và cái bài hát mà ai nói gì thì mình cứ nghe đó, thì cái bài đó nó cũng y như cái bài hiểu và thương vậy đó. Giờ hát bài đó tặng Phật tử nghe không? Đâu đó nó có logic hết trơn à, sắp xếp. Đó, giờ hát bài đó ha, Phật tử làm đờn, Phật tử là đờn thầy hát. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan. Anh nói gì thì em cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư hiểu sầu. Ta buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan. Không, mà bữa nay cái dàn nhạc này nghe cũng thèm hát đó chứ. Dàn nhạc này bữa nay hơi bị điều á. Ai nói gì thì mình cứ nghe, mà nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Nghe mình hiểu mình mới thương, phải không? Thì quý vị cứ nghĩ coi, có những cái người ta rất là đần mà người ta có cái duyên với mình, nó khổ vậy đó. Nó khổ là nương đâu nát đó. Mà bây giờ cái người á, y như ở chùa thầy thì nuôi có một con bé, nó gửi tới cha mẹ nó gửi tới, mà mình chưa có cơ sở từ thiện. Bây giờ nó gửi tới mình phải nuôi thôi, chùa mà. Cho nên nó ngồi con đóng đó, đi qua cái nó cha ông thầy này. Bực mình. Bực ghê lắm. Cái Phật tử đi lợ nó chú này. Nó cứ vậy á. Ai nó cũng la biểu nó đừng la niệm Phật đi. Nó ngồi nó bị nó khùng mà. Nó đần. Mà giờ là nhét nó cái chỗ nào đây? Thì nó cứ ngồi ngay đường đi đó, tới giờ cho nó ăn. À, rồi kêu nó vô nó lại Phật, mong cho nó nghe chuông, nó nghe niệm Phật, nó nghe tụng kinh, nó hóa giải cái nghiệp duyên của nó đi. Vì tất cả mọi người chúng ta là do nghiệp duyên cấu thành mà. Nhờ ở chùa cho nó hóa giải đi. Từ từ giờ vô biết thưa sư phụ, mời sư phụ ăn cơm rồi.
Đó, quý vị hiểu là cái cuộc đời nó vậy. Cho nên thầy chia cho cõi người thành 9 phẩm. Quý vị nghe xong cái mai mốt coi quý vị cãi lộn với phẩm nào. Nghe không? Bây giờ thầy chia 9 phẩm cõi người nha. Tạm thầy chia thôi ha. Ta có thượng, trung và hạ, đúng không? Cái phẩm hạ của cõi người đó là nó có 3 phần: hạ hạ, hạ trung và hạ thượng, đúng không? Bây giờ hạ hạ của cõi người là nó sanh ra giống như cục thịt vậy đó. Thấy không? Là nó nằm đó hả họng thôi. À, mà thọ mạng nó ngắn ngủi lắm. Thọ mạng nó rất là ngắn ngủi ha. Nó sống không được bao lâu đó. Mà cái phẩm hạ hạ này nè, được cái thân người ở cõi người nhưng mà nó chết trong bào thai. Có những loại nó chết trong bào thai, rồi có những cái chúng sinh nó mới sanh ra nó chết. Có những cái chúng sinh nó sanh ra nó nằm đóng đó đó. Nó là gánh nặng của xã hội. Được cõi người nhưng ở phẩm hạ, nó như vậy. Đến phẩm trung là nó thiếu 6 căn. Trong đó mắt tai mũi lưỡi thân ý gì đó nó thiếu ha. Đó là phẩm trung của cõi hạ. À, trung hạ đó. Rồi đến phẩm thượng hạ thì nó được làm người nhưng nó đần. Nó cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, nhưng mà nó đần, không có giao việc gì hết. Giao này ra cái mòi coi chừng láng bể, nấu nồi cơm coi chừng sống. Đó là mén vô đực. Thấy không? Hay là giao cho nó cái lờ coi chừng đi phải kiếm nó. Em đặt ngọn tre, còn mấy em đặt nhà tắm. Thế là chúng ta biết cái chỗ nào nước có bọt nó đặt. Chúng ta biết là cái đó là nó đần, nó ở cõi người nhưng mà ở phẩm hạ. Hiểu không? Bây giờ cái này mình có nên tối ngày mình phiền hà với nó không? Mình thương, cái này là gánh nặng của xã hội mà con người chúng ta phải chịu chung cái ách nạn này, cho nên gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sinh của cõi người. Được chưa? Hiểu không? Cái cõi cực lạc không có cái này. Cõi cực lạc không có địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, có nghĩa cõi cực lạc không có những người chậm lục như thế này. Được chưa? Hiểu ha? Ở này là thầy chia phẩm người. Thầy chia phẩm người. Rồi bây giờ tới cái phẩm trung của cõi người, nó cũng có 3: hạ trung, trung trung và thượng trung. Đúng không? Thì bây giờ nói hạ trung là gì? Hạ trung là những cái người lao động như chúng ta. Chúng ta phần lớn là hạ trung và trung trung và thượng trung. Thầy chia cõi người của mình đó. Mình là hạ trung nè, là cái gì? Có làm thì có ăn, không làm nhìn rồi. Nhưng mà hơn cái gì? Hơn cũng được chứ mẹ. Là đi đặt lời thì biết chỗ đặt, phải không? Nấu cơm thì không nấu ba tuần. Như vậy cái đó là hạ trung. Bây giờ trung trung là sao? Trung trung có nghĩa là họ cũng có thể là y báo chánh báo, họ cũng có làm có ăn, cũng có dư có để, phải không? Cũng có tình cảm đồ dồi dào rồi ha. Cho nên cái phẩm trung trung này là thầy thấy là Phật tử của mình phần lớn ha, đầy đủ 6 căn, phải không? À, có làm thì cũng có ăn, mà làm một thì cũng có ăn được 2-3 ha. Rồi phẩm thượng trung á, là cái phẩm này là phẩm người nhưng mà được làm cố gắng phát triển, cho nên được làm ông chủ ha, được làm ông chủ bà chủ với những cái tiểu doanh nghiệp nhỏ hoặc là những cái doanh nghiệp lớn mà cũng có khả năng. Tại vì một bậc như vậy ta có thể chia ra làm 3 nữa, biết không? Tạm thời tôi nói cái này là chủ ha. À, cái trung trung này nè là làm có ăn cũng khá, cái phần khá ở cõi trung. Rồi cái phần trung hạ đó là nghèo, nhưng mà nghèo khá và giàu, như vậy nó nằm ở cái phẩm trung. Rồi bây giờ tôi nói tới phẩm thượng. Phẩm thượng ở cõi người mới sanh ra vốn nó đã giàu có trong trứng nước. Nó sanh ra là nó giàu có trong đất nước, gọi là đẻ bụng điều. Nó sanh ra là đã có địa vị quyền lợi, đã có cái tổng giám đốc nằm trong tay của nó. Chưa sanh ra là nó đã có cái chức đó rồi. Nó chưa sanh ra nó đã có chức quan quyền rồi. Cũng như Thái tử Tất Đạt Đa chưa sanh ra đã có gì? Ngôi vua rồi. Sanh ra trong cung vàng điện ngọc. Cho nên lúc mà tôi quán chiếu cái chỗ này, tôi nói tại sao con không sanh vào con ông Bút? Phải không? Cái đó là cái chỗ mình riêng mình kiếm mình sanh, chứ mà mình sanh được không quý vị? Muốn đâu có được đâu. Y báo và chánh báo tới đâu sanh tới đó. Hiểu không? Trời ơi, có hai người đi sanh chung trong một cái bệnh viện. Hả? Hai người đi sanh chung trong bệnh viện, sanh chung một giờ. Vậy mà muốn đổi con. Tại sao bên kia quá giàu, bên này quá nghèo, sanh có một giờ thôi mà tại sao hai đứa nó mạng căn khác nhau vậy? Đúng không? Linh miêu tráo chúa. Phải không? Tại sao một giờ một khắc
một giây đó sanh ra hai đứa con, mà đứa này thì quá giàu, ngôi vàng địa vị nó đã dành sẵn, mà đứa kia nó nghèo dữ vậy. Như vậy trên thế gian này không phải cùng giờ, cùng khắc, cùng giây đó mà ai cũng có chức phận, thấy không? Đâu phải tuổi này là tuổi tốt đâu. Trời, nói vậy là không có hiểu biết, thấy không? Lật ra cái tờ coi tay, coi ngày, coi giờ mà nói tuổi này là giàu có, tuổi này mà ngon lành thì theo tôi thì cái đó là xạo, thấy không? Tại vì sanh giờ đó, ngày đó, tháng đó mà cái người đó vừa sanh ra ngai vàng đã có sẵn rồi, cái nơi sanh ngày đó tháng đó đi dài nợ, đi dài nợ cho mẹ nó đẻ, đúng không quý vị? Như vậy thì đâu phải sanh ngày đó tháng đó là đứa nào cũng giàu, tào lao, thấy không? À, ta hiểu được cái quy tắc như thế thì ta mới chia được chính phẩm của cõi người. Và cái phẩm mà cái phẩm thượng hạ thôi đó, mà nó mới sanh ra nó đã dành sẵn cho nó cái ngai vàng, cái quyền thế. Rồi cái phẩm thượng trung là phẩm gì? Là cái phẩm mà ăn không ngồi rồi cho dài. Cái phẩm mà thượng trung á là nó làm một nó ăn mười. Ha? Còn cái phẩm trung hạ đó là phẩm nghèo đó, làm mười ăn một. Quý vị thấy chưa? Quý vị không có cãi, quý vị không có phải phiền hà trong cuộc đời này, tại vì y báo chánh báo nó đã dành sẵn hết rồi. Người ta sanh ra người ta vốn đã có của ăn của để đã chừa sẵn rồi, người ta sanh ra để người ta làm bà chủ thôi, còn mình sanh ra để làm người nô lệ, để đi vay nó. Có khi mình đi chầu trực từ sáng tới trưa vay được có 5 triệu rồi, làm tháng hết vô, thấy không? Trời đất ơi, biết liền là biết ở cái phẩm nào liền, hạ trung. Cũng muốn đi vay để làm nhưng mà vay xong hết vốn, phước mình nó mỏng quá, phước mình mỏng ra nó không sanh. Còn cái người kia đó là họ làm tới đâu, tại vì họ có bao tiền bạc tỷ mà họ bung ra 3 tỷ, 3 tháng sau họ lấy vô 3,5 tỷ, cái cơ hội nó đến, đất nó sốt lên, họ quất chục mẫu bán lại chục mẫu kiếm 8 tỷ, thấy không? Họ làm một ăn mười, còn mình làm gần chết mất vốn. Mình cứ ngồi đó mình than trời trách đất không quý vị? Đâu có than, cái phẩm người nó đã vạch sẵn như vậy rồi. Nếu mà ta biết chia chính phẩm ở cực lạc thì ta chia chính phẩm cõi người trước đi. Còn cái phẩm thượng thượng của cõi người á, quý vị biết gọi là thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân là cái hạng người nào? Nó ăn không bao giờ tiền bạc, nó không biết làm gì đó, nó ngồi nó chế tạo máy bay chơi để nó lên cung trăng nó ở, nó bay như thiên, như là chư thiên vậy đó. Tại vì sao? Cái phẩm thượng thượng của cõi người là nó gần với chư thiên, đúng không? Nó muốn dạo chơi tự tại. Mà mấy lần trước tôi cũng có nói trong mấy cái đĩa kia, những cái người thượng thượng ở cõi người ấy, là ở đây nè, alo, chút xíu nữa người ta có mặt ngoài sân bay, thấy không? Xe riếp nó chạy vô tới cổng, nó đút vô tới cổng chùa luôn. À, coi chừng xe ở đây bấm cái ba chạy ra đó. Đó, leo lên xe rồi chốc lát là nước này nước kia người ta bay. Nói chung là cái người đó họ chưa có cánh thật, chứ họ bay đi tự tại. Rồi họ muốn sống ở đây thì sống nè, họ muốn sống ở cung trăng họ lên trên họ sống, hiểu không? Thì cái người đó gọi là thượng thượng. Ở phẩm thượng của cõi người mà ở phẩm thượng thượng, cho nên là cuộc đời của họ là gì? Giống chư thiên lắm, cái người đó khó tu. Thì nói như vậy để quý Phật tử có một cái khái niệm là ta ở cái phẩm nào của cõi người về vạch ra trước, bắt đầu chúng ta mới có phương pháp tu tập. Chúng ta phương pháp tu tập làm sao để chúng ta vươn lên, vươn lên ở cõi người trước cái đã. Ở cõi người mình chưa xong mà giờ đòi về cực lạc. Trời ơi, cái này mới cãi lộn nè, mà Phật tử cãi với thầy. Thôi ơi, chịu nổi không? Phật tử cãi với thầy thế này: thưa thầy, tại sao thầy này nói vậy? Chỉ niệm Phật một câu thôi là giảng sanh, mà thầy nói với con cực dữ vậy? Thầy nói đúng là thầy đã nói câu niệm Phật một câu thôi giảng sanh đó con, nhưng mà trước lúc lầm chung nhớ con niệm nghe chưa? Chứ trước lúc lầm chung con nói trời ơi đau quá, lúc đó chết là sao niệm được? Tại vì suốt một đời mình đâu có quân tập đâu, cho nên mình đâu có phải là cái chủng tử, đúng không? Giả sử như mình ở cái xe mà nó đang chạy ngon lành vậy đó, thì nó tới, nó chỉ cần thắng cái kịch là tới đích, phải không? Còn giờ xe mình đẩy gần chết không nổ mà làm sao tới đó mà thắng, hiểu không? Hiểu không? À,
cái cảnh giảng sanh Tây Phương nó nhẹ nhàng vậy. Nhưng mà đòi sao, nó cũng giống như một chiếc xe phải sửa thật là ngon, phải không? Phải chạy cho thật là bền, cho đến lúc hô mà tới đích thắt kịch thì nó mới tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chứ. Còn bây giờ xe mình đẩy gần chết, nó nổ bành 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 tắt, bắt đầu ra đạp anh, cái đó bành 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 tắt nữa. Ý nói là có nhiều người chỉ niệm có 5-3 câu A-di-đà-phật, cái nín. Nên tới chiều tối cái là nổ bành bành bành, A-di-đà-phật, cái nín. Trời ơi, vậy chạy tới đâu, xe đó đẩy còn mấy người đẩy nữa. Hiểu vậy đó, để chúng ta biết là cái con đường niệm Phật không ai gạt mình hết á. Nhưng mà mình nên hiểu cái quy tắc là nợ thầy đưa 5 chiếc xe thì đi xe nào tới chỗ nấy chứ. Mình leo lên xe buýt thì nó tới, nó đổ bến xe buýt. Còn hở mình đi xe lửa thì nó phải đổ cái bến xe lửa. Còn hở mình đi ra máy bay thì nó lại đậu đổ cái chỗ máy bay. Chứ bây giờ máy bay mà nửa chừng mình nói thôi tôi xuống đây, nó dù xuống, đúng không? Đó là trên cái xe nào ta ngồi ở phương tiện nào thì ta biết phương tiện đấy. Chứ xe lửa mà tự nhiên mà ta nó chưa tới ga nó mà ta đòi xuống thì sao xuống được. Còn giờ xe buýt thì chưa tới bến đòi xuống nó cũng có thể dừng cho xuống, tại nó đường bộ mà. Còn mình đi thuyền vậy ra giữa biển mà nó thôi tôi xuống ngay chỗ này thì nó cũng cho mình xuống thôi, làm mồi cho cá mập. Mình hiểu như vậy để mình biết rằng cái người mà cãi lộn là cái người không hiểu biết, người không hiểu biết. Trời ơi, mọi người ta đang trang nghiêm vậy, cái người đó là thiếu trang nghiêm, cái nói là tại sao vậy, không có tại bị. Chúng ta nên hiểu biết trong cái môi trường hoàn cảnh nào ta thiết lập truyền thông với ai. Còn không có ai dụ dỗ mình á, pháp sư là đại Phật tuyên dương, quý thầy là tùy theo phương tiện mà nói, thì bây giờ quý thầy nói gì? Quý thầy nói nhân thừa. Quý thầy nói dùng phương tiện Đức Phật 49 năm thuyết pháp, dùng phương tiện làm sao lợi ích cho mình, lợi ích cho người đời này và đời sau. Tất cả những băng đĩa chư tôn đức giảng không một lời nào sai hết. Vì sao vậy? Vì đang đem lại lợi ích cho Phật tử. Nhưng mà lợi ích cho ai? Đối tượng nào là đối tượng lợi ích? Lợi ích ít hay là nhiều? Chứ còn cái người này hưởng nhiều đây, là người kia không chịu vậy. Nói gì kỳ vậy? Không có kỳ, phải không? Không phải cá đâu mà kỳ. Nhưng mà nói như vậy á, là tại vì ta đang nói nhân thừa, tôi phải dụ dỗ. Giả sử như cái người này nè là bán buôn tối ngày, hỏi là thầy bây giờ con bán buôn tối ngày, giờ lúc mà con vừa mệt xong con nằm võng con đọc kinh được không? Được. Thôi con nằm võng đọc đi con. Cái thầy kia ông nói là đọc kinh là không có được, nằm võng. Cái hai người cãi. Có không? Đó, người ta dùng phương tiện cho người này, nó làm tối ngày nó đứng gần chết thì giờ này nó nằm nó đọc kinh chứ, lợi ích không? Lợi ích. Bây giờ nó nằm suốt một ngày nó đứng rồi, trong xưởng xí nghiệp đó, nó phải làm công nhân suốt một ngày nó đứng, giờ tay chân nó đứng không nổi nữa, bây giờ nó nói giờ về con không có ngồi tụng kinh nói thì nhưng con nằm con nghe kinh được không thầy? Được, con cứ mở lên đó đi, thầy giảng cho con nằm con ngủ, thầy giảng con ngủ, phát tâm vậy. Như vậy phương tiện như vậy có sai không quý vị? Hả? Sai không? Làm sao lợi ích cho chúng sinh được rồi? Tại Đức Phật nói 49 năm thuyết pháp, Đức Phật đâu có nói lời nào mà đúng mà sai. Đức Phật đâu có nói lời nào đâu mà đúng mà sai. Chẳng qua là ta thực hành giáo pháp của Như Lai như thế nào mới gọi là đúng là sai. Ta thực hành cái giáo pháp của Như Lai mà có lợi ích cho mình hay không? Có lợi ích cho mình hay không? Nếu mình thấy lợi ích cho mình thì cái đó đúng rồi đó. Y như là nói là giờ kinh là phải để trên cao chứ không được để dưới đất. Ai mà lấy kinh để dưới đất đời sau lùng ráng chịu. Vậy là coi chừng mấy người lùng là để kinh dưới đất đó. Thấy không? Mà thầy thì thầy có quy tắc: ốm thì đẹp, mập dễ thương, cao thì sang, lùng thì quý phái. Cho nên an ủi, cái nào cũng được, thấy không? Như vậy thì bây giờ mình nói là bây giờ mình lùng đỡ tốn chứ, đỡ tốn cơm nè, đỡ tốn giải nè, làm gì cũng đỡ tốn hết đó, thấy không? Như vậy thì thật sự ra mình nói là lợi ích hay không lợi ích chưa chắc. Có người
dài 3 thước rộng mà thân 10 thước cao gì đó mà làm biếng quá trời chịu sao nổi. À, chứ đừng có nói có nhiều người nhỏ nhỏ con nhưng mà siêng lắm, suốt ngày làm lụng đóng góp cho cuộc đời tuyệt vời vô cùng. Thì đâu phải là cái người cao mới ngon đâu, có giá trị đóng góp chẳng phải cao hay lụng, giá trị đóng góp chẳng phải đẹp hay xấu, thấy không? Trong cuộc đời cái đẹp của nó là đối với thầy là tất cả mọi cái hình tướng đều đẹp cả, có hình tướng là đẹp. Rồi, rồi quý vị lặp lại với thầy câu này: tin Phật, hiểu Phật là đệ tử Phật. Tin Phật, không hiểu Phật là phỉ báng Phật. Lặp lại: tin Phật mà hiểu Phật thì mới là đệ tử Phật. Còn tin Phật mà không hiểu gì về Phật hết là đang phỉ báng Đức Phật. Hiểu chưa? Như vậy ta là người đệ tử Phật, ta tin rằng Đức Phật không bao giờ nói sai. Vì Ngài nói sai làm chi? Ngài dám bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để đi vào rừng mà cầm cái bát quấn cái y ca sa để đi xin khất thực, để đem giáo pháp mầu nhiệm lại cho tất cả chúng sinh. Ngài gạt chúng sinh làm gì? Đúng không? À, Ngài xin với vua cha 4 điều: làm sao cha cho con sống hoài không chết, làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh hoài không đau, làm sao cho chúng sinh hết khổ. Cho được điều nào không? Vậy Ngài mới đi tìm chứ. Ngài đi tìm làm sao cho chúng sinh hết khổ. Như vậy thì Ngài gàn ta để làm gì? Như vậy ta tin Phật phải không? Nhưng mà ta có hiểu Phật không? Ta có hiểu Phật là Phật chỉ dùng phương tiện thôi. 49 năm thuyết pháp Đức Phật dùng phương tiện, ta không chấp vào một phương tiện nào hết. Cho nên theo quan điểm của thầy là vậy, thế giới cực lạc muốn biết được, quý vị phải biết từng cấp đi vậy đó. Cũng như cõi người, quý vị biết mình ở cái từng cấp nào để quý vị ráng mà tu nhân, ráng mà tu nhân thừa để cái đời sau con sanh ra con thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh ở cõi người á là mình mới sanh ra là có ngai vàng địa vị sẵn dành cho mình. Còn bây giờ quý vị xét đi, mình sanh ra có sẵn chưa? Trời ơi, đi vay tiền mà còn lỗ tới lỗ luôn, cho nó mượn nó còn giật tới giật luôn, là mình biết là mình đời trước mình vay trả trả vay ghê lắm, phải không? Cho nên đời này mình sanh vào trong cái phẩm trung của cõi người thôi, vậy mà cực lạc nó đòi về phẩm thượng, chịu nổi đâu. Cõi người mà lên phẩm thượng chưa được nữa đây nè. Cho nên mình ráng mình tu, mình tu về cực lạc nhưng mà mình đang phấn đấu để đạt được cõi người đến thượng phẩm. Thì đó là ý nghĩa của thầy nói cho quý Phật tử nghe hôm nay về cái vấn đề mà tại sao chúng ta cãi nhau. Rồi, quý vị có hỏi gì không? Linh hình là biết là không hiểu gì hết. Rồi, tóm tắt lại nè. Thầy đã nói 5 thừa cho quý vị nghe. Có 1 thừa thầy không nói, đó là đổ thừa. Quý vị biết rồi, khỏi nói. Thấy không? Thầy đã nói nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa Bồ Tát. Đó là phương tiện Đức Phật chuyên chở tất cả chúng sinh đi tùy theo căn tánh. Thứ hai, thầy đã phân tích cho các vị một cái tầm nhìn về cái cấp độ học vấn của thế gian, để quý vị biết rằng ta học tới đâu, ta hiểu tới đó. Cái người thấp hơn ta không thèm nói, người cao hơn ta nói họ không hiểu đâu, nghĩ nói luôn. Điều thứ ba, thầy nói với Phật tử là trên tinh thần tu tập của chúng ta đừng chấp vào ngôn ngữ Đức Thế Tôn dạy. Vì Đức Thế Tôn nói là đệ tử ta, tin ta, phải hiểu ta mới xứng đáng là đệ tử của ta. Mà tin ta, chưa hiểu ta, ngồi cãi lộn là phỉ báng ta. Đúng không? Và cuối cùng, thầy nói cho quý vị 2 điều, tục đế và chân đế. Chúng ta lấy tục đế để nói chân đế thì không bao giờ chúng ta nói được chân đế, nhưng ta tạm mượn ngôn ngữ của thế gian để ta nói cái chân đế đó. Thấy không? Do vậy ta biết nhân thừa với thiên thừa thì không thể nào mà diễn tả được cảnh giới niết bàn của thanh văn duyên giác và Bồ Tát. Nhưng chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng để chúng ta hiểu rằng chúng ta tu nhân thừa cho đến chỗ phẩm thượng của cõi người.
Đó là điều chúng tôi chia sẻ với quý vị. Chúc quý vị luôn luôn nở nụ cười trong tinh thần hoan hỷ mà không cãi lộn.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sâu tê tái, nguyện quay trở về bờ giác an vui, nguyện quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sâu tê tái, nguyện quay trở về bờ giác an vui, nguyện quay trở về bờ giác an vui. Nam mô A Di Đà Phật.